Ok, kênh Chim Cú Gáy Hay xin chào các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua một cái cách mà chúng ta làm một cái lồng rất là đơn giản. Thì báo cáo với các bác đây là nó khoảng tầm 20 con chuột lang với các màu tam thể, nhị thể, trắng, đen, vàng, hung. Đấy, thì ở đây thì mình... giới thiệu là mình dùng cái lưới xanh để lót nó vào cái lồng bồ câu. Cái lồng bồ câu này là lồng nuôi chim bồ câu, là nhẽ ra nó là bằng hai ngăn thì mình bỏ cái vách ngăn ở giữa đi, và nó cái để chúng ta treo đu đơ trên để chúng ta nuôi nuôi những chú chuột này. Thì thức ăn ở đây thì mình cho ăn ngô, cái ngô nghiền này các bạn, đó ngô nghiền này các bạn rất tốt cho chuột nhé. Đấy, và đây là các bạn đang xem là cái cỏ voi hay còn gọi là cỏ sữa. Ở Ba Vì chúng mình thì có rất nhiều cái giống cỏ này. Ngoài ra thì các bạn vứt cho nó củ sắn, bắp ngô vào đây. Giống này nó vẫn là cái giống gặm nhấm. Thì các bạn nên làm cửa ở phần miệng trên, có thể mở ra mở vào như thế này. Đấy, các bạn cài nó vào đây. Hoặc là các bạn làm cái móc này, các bạn móc vào đây. Đấy, thì để cho con chuột, cái giống này thì nó không neo trèo được như là con chuột đồng của mình, con chuột chuột phá hoại kia. Giống này thì nó không cắn các bạn nhé, nó không cắn mà không neo trèo, nó gần như không uống nước. Nếu như các bạn nuôi bằng cỏ này là không phải cho uống nước đâu. Đấy, gần như là nó sẽ là như vậy các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu là các bạn một cái lồng như này các bạn có thể nuôi được 20 con. Đấy, rất là đơn giản. Thì chúng sẽ tự rơi phân xuống dưới, tự đái xuống dưới, và chúng sẽ không bị rắn mèo tấn công. Đấy, hy vọng rằng là mình sẽ thực hiện cái clip này để mình giới thiệu qua, để cho các bạn mua con giống của bên mình để nuôi và làm theo như thế. Số điện thoại để các bạn tư vấn về kỹ thuật cũng như đặt con giống là 033 5305 982 và 0989 177 982. Thì ở đây thì Ba Vì chúng mình thì có rất nhiều cái cỏ các bạn nhé. Những cái cỏ như thế này thì mình dùng khoảng một sào thì mình có thể nuôi được 1.000 con chuột các bạn nhé. Và mỗi một con chuột thì 45 ngày thì nó đẻ khoảng 4 đến 5 con. Và mỗi một con thì sau khoảng 10, 15, 20 ngày là bán được rồi. Đấy, tỷ lệ nuôi thì một đực có thể nuôi được 10 cái, thậm chí hơn một chút. Nên là các bạn yên tâm là cái cách mà đồng chí Thao chim cú gáy bên này là cái trang trại chim cú gáy của mình đây này các bạn này. Đó. Và đồng chí Thao nuôi chim cú gáy thì sẽ giới thiệu hướng nghề đến cho các bác tận dụng những cái không gian và những cái tài nguyên thức ăn vốn có tại quê hương để nuôi cái con chuột này. Con chuột này thì đầu ra của nó là nó sẽ dùng để các bác sĩ thí nghiệm thuốc, gọi là chuột bạch đấy, chuột để thí điểm thuốc. Ví dụ như người ta nghiên cứu về ung thư hay là nghiên cứu về cái gì đó, người ta dùng thuốc thử con chuột thành công thì người ta mới 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 thử thử sang cho con người. Ngoài ra thì có thể là những cái đám cưới, hoặc người ta có thể là thương phẩm thịt chuột, thịt những cái động vật hoang dã, như nó cũng được tính như là rúi nhím, hoặc là những cái con món có thể là chúng ta có thể là giả cầy, hoặc là rượu mận, hoặc là những cái món nó ăn cỏ thì là cái dinh dưỡng của nó rất an toàn cho các bạn bạn nhé. Nó ăn thực phẩm chứ nó không ăn động vật, các bạn bỏ nó một miếng thịt vào nó không ăn đâu. Như con chuột đồng, chuột chuột hoang dã thì nó ăn ngay, các bạn chỉ cho ăn cỏ thôi. Ví dụ như là lá sắn này, lá sắn dây, lá sắn củ cũng được, củ sắn, củ khoai, cà rốt, bí, cỏ voi, cỏ ngoài đồng, cắt ở ngoài đồng, ở bờ ruộng, ở bờ rạnh, những cái cỏ chanh, rồi tóm lại là mía, rồi những cái cây cây vông, rồi tóm lại là nó ăn thực vật rất nhiều các bạn nhé. Đấy, nó không hề ăn động vật đâu. Đó, thức ăn của chúng là nó là thực vật, đâm ra cái thịt nó rất là thơm. Đó, ngoài ra thì các bạn học sinh sinh viên và một số những cái nhà mà người ta gọi là quan niệm về phong thủy, về tâm linh, thì người ta ví dụ như ông bố bà mẹ hay các đứa con có tuổi là 12 con giáp là con chuột,
thì người ta có thể nuôi một cặp trống mái hoặc là nuôi một cái coi như là một thú cưng hay là một sinh vật cảnh ở trong gia đình các bạn nhé. Thì ở đây thì mình dùng cái mái tre, cái bờ lô, và chỗ này thì thoáng, thì mình treo những cái lồng như thế này. Đó, treo những cái lồng như này để mình nuôi. Thì ở đây thì nó cũng lâu lâu thì mình mới phải dọn phân, bởi vì là nó rơi xuống dưới tự nó phân hủy. Lâu quá thì nó đồn lên thì mình lấy cái xẻng mình hót nó đi. Đấy các bạn nhé. Các bạn đang xem dõi hôm nay mình đăng cái clip này là ngày 23 tháng 11 năm 2019. Và đây là cái lứa này thì nó mình tách mẹ ra. Đấy. Trang trại thì bố mẹ thì thuộc về bà cô ông anh, và bản thân gia đình cũng đang gây dựng những cái dàn bố mẹ rất là ok. Đấy. Ví dụ như các bạn mà nuôi những con chuột cảnh để làm cảnh trong gia đình các bạn ạ. Các bạn nuôi ở trong gia đình để làm cảnh ý, thì các bạn có thể mua cái lồng như thế này. Đấy, các bạn cho hứng vào và thả nó vào trong thì nó sẽ như một sinh vật cảnh, như con chó con, như con mèo con thôi. Đó. Thì trở lại vấn đề là cái kỹ thuật thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình, là các bạn tìm kiếm với cái từ khóa là chim cú gáy hay để vào kênh, và sau đó các bạn tìm kiếm cái từ khóa là chuột lang hay là bọ ú thì các bạn có thể theo dõi. Như mình ở video này mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất là các bạn đừng cho ăn nhiều dưa chuột, dưa hấu, nó sẽ lạnh bụng đi ngoài chết toi. Thứ hai là các bạn phải vệ sinh chuồng trại làm sao sạch sẽ, khô ráo. Nếu làm sàn thì không có cái trường hợp bị ướt lông hay bị ghẻ, bị lấm, bị chua thức ăn. Về ngũ cốc thì các bạn nên cho ăn ngô nghiền, đấy, ngô đỗ, đấy, không nên cho ăn cám cò nhá, cám cò nó nhiều đạm quá, nó đi ngoài. Các bạn cho ăn càng dân dã càng tốt. Đặc biệt là bữa nào cũng phải có lá sung, rồi lá sung là chống đi ngoài mà, lá sung, lá lá sắn dây, cái cỏ chanh, rồi cái cỏ sả, cỏ voi, đấy là những cái thức ăn mà nó rất thích. Đấy, nó rất thích bởi vì trong đó nó có hàm lượng nước, nó sẽ không phải uống nước. Nếu như các bạn muốn nó uống nước thì các bạn nắp cái van tự động và tự nó ngậm mồm mà nó mút thôi. Các bạn đừng để cái khay nước vào mà nó trèo qua trèo lại, nó ướt lông ướt rốn, nó có những con nhỏ nó sẽ ấy. Cái loài này thì nếu như mà nhiệt độ dưới 10 độ thì các bạn phải thắp điện chống rét cho nó và che kín, và trên 30 độ thì các bạn phải dùng quạt cho ra những chỗ thoáng. Có nghĩa là ở đây là mình nói là nó không chịu được quá nóng và nó cũng không chịu được quá lạnh. Tất nhiên là thời tiết ở miền Bắc thì nó dao động ở dưới 30 độ hoặc là trên 10 độ thì là ok rồi các bạn ạ. Và nhân tiện hôm nay chuẩn bị gửi 20 con giống, trong đó là 15 con mái và 5 con trống cho một khách hàng ở Nam Định. Đấy. Và một khách hàng ở Thanh Hóa, thì mình sẽ làm luôn cái clip này. Và ngay bây giờ thì mình sẽ bắt nó vào cái lồng để mình lên mình cho nó vào cái hộp cho thức ăn, cho củ, cho cỏ vào để cho nó được khỏe mạnh, nó được ấm áp ở trong cái thùng đó. Đây các bạn đây nhá. Đó, mình sẽ quay khá là từ từ và khá là trực tiếp. Thì mình cho vào cái lồng này để mình cho lên trên kia để mình gửi đi. Đó. Thì một trong những cái điều mà các bạn thấy là mình bắt như thế này, các bạn thấy là nó không hề cắn mình một tí nào cả. Cái loài này nó không hề cắn đâu các bạn ạ. Nó không hề cắn. Có một điều nhấn mạnh là không hề cắn. Và nếu như các bạn nuôi thì tôi thấy là nó cũng khá là không có mùi. Đấy, nó khá là sạch sẽ thôi. Đấy. Trên nhà, trên nhà. Đi lên nhà đi. Ông Khôi à? Đó, đây các bạn nhìn nhá. Và có một điều. Khôi ơi, xuống đây chờ tí.
Đi xuống đây. Xuống đây nhờ, cháu nhờ tí. Đang làm cái clip cho các bác xong tí nhờ ông chuyển nó ra xe cho anh em một cái. Bình tĩnh. Đi đi, không chết người đâu mà lo. Chuột. Mang chuột đi à? Mang chuột đi. Thôi được rồi, ông để nguyên đấy. Ông giữ cái máy quay để cho cháu. Đấy, cầm đấy. Đấy, yên để cháu vạch cái này ra để cháu hướng dẫn cho bà con cái cách nhận biết con đực cái máy. Đây. Đây là cái con đực mà nó đã trưởng thành rồi. Đây, đưa đây để nhìn. Được rồi, để nguyên thế nhá. Đây các bạn nhá. Khi các bạn vạch cái bộ phận sinh dục của nó lên thì thường là cái con đực của nó sẽ có cái đường này nó nhô lên và các bạn lộn chim của nó ra. Đấy, đây nhìn này, lộn chim. Đấy. Nó lòi lên. Chim của nó như chim con chó cà luôn đây này. Đấy. Thì đây là con đực đúng không? Mặc dù là các bạn lúc nó bé thì cái này phần này nó khó nhìn hơn, nhưng mà các bạn nhìn là nó sẽ có một cái lỗ, có cái gai ở phần trên. Con cái thì nó bằng tẹt thế này này. Đấy. Con cái nó bằng tẹt thế này luôn. Nó không đây, con cái luôn. Nói thì phải đi đôi với làm. Và các bạn thấy là mình luôn luôn là chia sẻ một cách chân thành hết mình luôn. Đấy, con này. Các bạn nên nhớ nó bắt cái loại này. Con này là con đực, con này là con đực. Này, con đực tí nữa đi. Bắt một con cái khác. Đây. Nắm được thêm. Có mấy nhưng mà tỷ lệ được là ít thôi, không cần phải nhiều. Loại này hay nhỉ, không cắn. Nó không cắn. Được. Đây là con cái này. Con cái này. Đấy. Con cái. Để mình lấy một con cái nó nhìn cho nó rõ hơn một chút. Đấy. Không cắn đâu. Đấy, cái này con đực. Cái này đánh dấu đực. Nó này thả ra nó không chạy đúng không? Nó không chạy, nó hiền. Người ta nuôi làm thú cưng được. Nhưng mà thả ra nó ra vườn cỏ này là nó không chạy thì làm sao nó được. Nó lành, đứng ngơ ngơ. Nó như gà công nghiệp. Đây. Đây là cái con cái này. Từ từ, ông để cứ để camera cho tự điều chỉnh được. Đấy. Cái bộ phận sinh dục của con cái các bạn nhìn thấy chưa? Nên là nó không cái phần nó tròn mà nó không có cái gai ở phần trên, nó không có cái cần ở trên. Đấy. Mình cứ nói là giống giống cái nó như thế. Giống đấy. Cái không có dái. Không có đấy, ông nói tục quá. Yên đang đúng. Quay cho cả kênh YouTube của cháu. Cái đấy đại khái là cái đực thường mình bán thì mình sẽ đánh dấu cho các bạn cụ thể. Con nào có đực thì mình đánh dấu, còn con nào cái thì mình đánh dấu. Cái dòng này thì nó ăn nó gần như nó không có bệnh tật gì cả. Nếu cỏ. Như các bạn để nó bẩn quá thì nó có thể là nó bị ngứa, bị ghẻ, bị lấm thôi. Nhưng còn nếu mà các bạn làm sàn thì tôi cam kết 100% là không bị bệnh gì cả. Đấy. Đây là nó lành. Bắt lên cái lồng này một tí nữa mình dán hộp mình chọn chọn được chọn cái. Được cái là cháu đã đánh dấu hết rồi đấy. Được chọn cái cho khách hàng đó. Đến lúc nào nó tách mẹ thì mình cho ra đây, mình cho ăn ngô, ăn ngô, ăn cỏ, ăn khoai, ăn sắn, ăn mí, ăn cà rốt, ăn lá tre, ăn lá mía, ăn lá sắn dây, cỏ thiếu cỏ voi thì ăn quanh năm. Cỏ voi nó có hàm lượng rất là ngọt, rất là nhiều nước. Nhưng mà cứ để có này là nó gặm hết. Nó như một ngày cho một nắm thì ăn cả ngày. Đấy. Cái giống này nhiều khi là không có mà bán đâu. Các bạn cứ nuôi, các bạn mà nuôi mà dụ như nó. Các bạn không bán được thì tôi đây còn kè con cái này. Con này màu rất đẹp, bông tơi. Đây, bộ phận sinh dục cái này.
Đấy, nhìn rõ chưa? Đó, cái nhá, không có dái gọi là cái. Đấy, nói tục một tí các bác thông cảm nhá. Cái mà... nó không có dài như vậy là cái như vậy. Đúng rồi. Thì thế không phải là tục mà thế là thật. Ừ. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Ừ. Phàng gì? Nói thật chứ chả làm sao. Ảnh hưởng đến cái gì đâu. Mang mấy cái này lên một tí rồi nhét nó vào cái điện chuyển. Mà mấy cái cắn này nữa. Nó nặng hết rồi. Vận chuyển đi xa không mà nó... Ông quay mặt cái màn hình để nguyên đấy. Cháu ấn tạm dừng. Đấy, thì như vậy là cái đống chuột này, mình cứ gọi là cái đàn chuột này, cái đống chuột này các bạn nhìn đây này. Những cái con mà mình xịt cái màu trắng trắng này. Đấy, đâu rồi? Nhìn xem nào. Đó, những con mình xịt màu sơn trắng trắng này này là mình đánh dấu là con đực. Đấy, đực này. Thì bây giờ là các bạn sẽ thấy là mình sẽ cho vào những cái hộp giấy và cho những cái cỏ này vào. Đấy, con đực, con cái, con nọ, con kia là tôi đánh dấu hết. Thì đây là cái logo. Logo để cho các bạn xác minh mình là đồng chí Thao chim cu gáy. Với cái thông tin kênh của mình và các bạn biết là các bạn mua hàng của bên mình, các bạn không bao giờ phải sợ là đưa tiền không trả lại hay là hàng hóa chất lượng. Bởi vì mình gây dựng cái kênh này là chủ đạo là chim gáy và những cái con giống đà điểu, con giống ở trên bao bì chúng mình. Đó, thì các bạn sẽ theo dõi kênh và mình sẽ chia sẻ những cái đơn hàng của mình để cho các bạn biết. Đó. Đó, thì báo cáo với các bác là hôm nay là tiện thể gửi cái đơn hàng, hai đơn hàng này về cái con chuột lang này cho các bác. Đây là mình thực hiện trực tiếp ngày 23 tháng 11 nhá. Thì các bạn thân mến, đây là đơn này là địa chỉ là đội 12 Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa. Số điện thoại là 0972 678 886. Anh này thì có đặt cọc rồi và gửi về Thanh Hóa. Đấy, anh này lấy 3 con, một con trống và hai con mái thì mình để vào 3 cái hộp các bạn nhé. Chuột này nó không có lo đuôi à? Không có đuôi. Thì trong mỗi một cái hộp thì các bạn thấy là mình để cả cỏ vào đây. Đấy. Không cần nó chạy ra kìa. Cứ thả vào đi. Trong mỗi hộp là nó sẽ có những cái thức ăn như thế này. Một là nó sẽ cảm giác rúc giấy. Đấy. Các bạn nhé. Dạ. Biết rồi. Và đây là chỗ này thì bạn này là bạn lấy 20 con. Thì mình làm 10 cái thùng hộp chim của mình. 10 cái. Mỗi cái đều có ngăn cỏ. Đấy. Và đây là... Đó. 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 Thì cái thông tin của bạn này là 0374 802 633, thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định, gần chợ Cồn. Và đây là số lượng là 20 con. Đó, mình không có tính chất là khoe khoang hay là gì, được sự xin phép của khán giả thì mình sẽ quay cái thông tin công khai như vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt vào. Đấy, bắt vào. Đó. Quay cửa đây. Con này rất to. Các bạn nhé. Rất to luôn. Cho nó vào. Đấy. Cho bạn ấy một con màu nữa. Con màu. Vạch đấy, con này con cái nhé. Cho một con màu đen nhé. Chạy nữa.
Ấy chà. Im. Đây. Chít chít cái gì? Không. Đó, cái. Chít. Gửi mãi rồi. Không, bà nó sợ nó gặm. Đây là xong cái hộp này. Đấy. Thì mỗi một cái hộp này thì mình sẽ dán cửa. Đấy. Dán cửa. Đấy. Đấy. Các bạn nhá. Để hiểu chút. Nhìn cái này. Các loại chuột. Đấy, nhà mình thì sẵn rất là sẵn những cái này các bạn nhé. Mình để cái này là mang tính chất là niêm phong cái cửa vào. Đấy, niêm phong cửa vào để cho trong trường hợp là tránh bị khui ra để rút ruột. Cũng như là bảo vệ cái uy tín của mình. Đó. Đấy. Các bạn mua cái. Đấy. Rồi, không quay sang bên kia. Như vậy là xong một đơn hàng này là các bạn thấy là nó có xong. Các lỗ này. Đấy. Mình rất là cẩn thận đúng không? Các bạn thấy là những cái lỗ này là lỗ thoáng thở của nó. Và khi chúng ta di chuyển để vào đây là nó sẽ không cắn nhau. Nó sẽ không chạy nhảy, nó sẽ không bị nó sẽ không bị mất năng lượng mà nó không bị mệt, không bị đói. Đấy. Đây là cái thùng này là mình chuyên mình gửi chim. Nhưng mà hôm nay mình gửi là mỗi một thùng có thể đựng từ 1 đến 3 con chuột trong này. Đấy. Và bây giờ là cái số này là mình sẽ bắt lần lượt vào đây. Đây thì mình đánh dấu hết rồi. Đó. Các bạn nhé. Ok. Mỗi lồng một đôi. Nhảy xuống. À rồi, vẫn nhảy xuống. Đó. Được niêm phong cửa kiểm tra các lỗ. Đấy, 10 em này đã được niêm phong. Bây giờ tiếp tục là đến 10 em này. 10 em này thì thế nó ra nhưng mà nó không chặn lành thì nó đi nhỉ. Ấy
bắt chuột. Mỗi thùng 2 con. Đen trắng vàng rồi các kiểu thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ đấy, mỗi thùng 2 con. Làm này thì nó thoáng các bạn ạ, thoáng mà nó không cắn nhau, nó không chật, nó không quá chật, mà nó lại có những cái cách mà chúng ta thấy nó rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Tôi cũng bảo vệ uy tín và bảo vệ cái quyền lợi của các bạn. Khi mà cái băng dính này được dán vào những cái tem này là nó sẽ bóc ra thì nó sẽ có cái vết nó gọi là vết keo. Nó gọi là mất nguyên bản. Mất nguyên bản đấy. Nguyên bản là có biết là mất gì không? Mất trinh. Bố này thuyền quá. Thì nó không còn nguyên nữa, nó lại nó bắt lại rồi, nó lại dán lại nó khác. Đấy. Như vậy là mình đã thực hiện một cái clip trọn vẹn là cái quy trình. Còn nguyên mình đóng cái nguyên hàng, đai nguyên hiện kiện. Mình đóng cái hàng mình gửi cho các bạn. Đây là cái đơn này thì thực ra là 20 con. Thì mình dán vào 10 cái hộp. Mình dán 10 cái hộp. Cái hộp 2 con. Và được gửi rất là cẩn thận. Đấy. Thì các bác thân mến, là những cái cửa này nếu như các bạn muốn nó thoải mái thì các bạn có thể cho nó hơi rộng rộng hơn một chút. Phọt mẹ ra đường mất. Không, mình phải nhìn thấy chứ. Mình phải nhìn thấy là nó không thể chui ra được từ cái ấy. Nói này nó không có tính năng cắn phá, ông hiểu không? Nó không như con chuột dại mình hoang kia của mình. Đây là mình cẩn thận thôi. Thì nó thế là thoải mái. Khi mà nó xảy ra vấn đề gì thì nó ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mà làm ăn bây giờ thì phải uy tín đấy ông ạ. Đó. Không uy tín không tồn tại. Chỉ có mình với cứu được mình thôi. Đấy. Các bạn thấy là cái clip này mình thực hiện khá là dài, gần 30 phút. Nhưng đó là cái sự thật nhá. Thì ngay đây thì các bạn thấy là mình cũng đã hai đơn. Đấy. Đấy. Để lấy tiền để đưa tiền xe ôm cho. Đó là cái thông tin để các bạn mua chim cung gáy, mua đà điểu và mua chuột của đồng chí Thao chim cung gáy tại Ba Vì các bạn nhá. Đấy thì khi mà mình bắt đầu gửi thì tuyến này là mình gửi xe buýt tầm ngang chừng bây giờ là tầm 9 giờ sáng là nó qua cái tuyến chính của mình rồi. Đấy thì mình phải ghi cái vâng. Cái người gửi và người nhận là anh Khương ở bên xe Mỹ Đình. Đó. Rồi, biết rồi. Ra lấy chim ở đâu? Nên nó đưa tiền về. Đấy, ông đi đi. Đấy, xong điện cho Khương cho cái nhá. Đó, như vậy là lựa buổi này là mình sẽ phải trả tiền xe ôm, trả tiền xe buýt. Nên các bạn cố gắng chốt đơn hàng trước lúc 6 giờ và trước lúc 1 rưỡi chiều thì mình sẽ thuận tiện cho mình hơn. Nhưng mà vì chiều khách nên mình vẫn phải gửi. Đây là cái thông tin của mình nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Video cũng khá là dài rồi nhưng mà mình muốn để cho các bạn biết cái quy trình để mình bán hàng và bán con giống cho các bạn là như vậy. Kể cả chim hay đà điểu hay là những thứ mình đăng ở trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.